Kính chào quý vị, ngày hôm nay Hasuko sẽ giới thiệu đến với quý vị một trung tâm mua sắm chuyên bán hàng sale, đó là Miriam Outlets của thành phố Round Rock. Và quý vị nào ở Mỹ thì chắc không còn xa lạ những cái cửa hàng này. Hasuko thỉnh thoảng hay đi ở đây để tìm mua một cái số mặt hàng mình yêu thích, tại vì được sale với cái giá rất là tốt, sale có thể lên đến 70%. Cho nên là các chị em phụ nữ của chúng ta chắc chắn rất là háo hức khi mà đi lựa đồ sale và lựa cho mình được những cái món đồ ưng ý cho mình. Và bây giờ mời quý vị thử khám phá xem là tình hình Covid-19 thì tình hình buôn bán của cửa hàng này có đông đúc như mọi thường ngày hay không nhé. Nhìn một vòng chung quanh thì quý vị thấy rất là vắng vẻ đúng không quý vị? Tại ngày hôm nay Hasuko đi shopping vào ngày thứ 5. Thứ 5 thì cũng là ngày trong tuần. Và đây là cái mùa đại dịch Covid, cho nên chính vì như vậy cho nên là cái số lượng người đi cũng rất là hạn chế. Và cũng rất là lâu rồi Hasuko mới đi ra ngoài mua sắm. Cho nên đúng là cái đại dịch Covid không những ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến toàn tình hình mua sắm, rồi nhất là những cửa hàng, nhà hàng chắc chắn là cũng sẽ bị ảnh hưởng, và rất là nhiều những cái công việc khác cũng bị ảnh hưởng nữa. Cho nên chúng ta cũng hy vọng rằng cái đại dịch Covid này mau chóng chấm dứt và trong năm nay sẽ có vaccine. Có vaccine là chúng ta cũng rất là an tâm, tại vì cái bệnh này đã có thuốc chữa trị. Và Hasuko hy vọng rằng cái đại dịch Covid-19 này nó biến chuyển sang thành một cái dạng cúm thông thường để cho người dân của chúng ta trở lại hoạt động bình thường. Đó quý vị thấy không? Bình thường á, là khi Hasuko đi vào thứ năm cũng là cái ngày sát cái ngày cuối tuần, là mọi người đi rất là đông. Nhưng mà bây giờ thì quý vị thấy không? Giống như là chỉ còn ta với nồng nàn. Đảo một vòng mà quý vị thấy chỉ có lác đác vài người thôi. Và nói về trung tâm mua sắm ở Mỹ thì đây là một cái trung tâm chuyên bán hàng sale. Và sale ở đây thì quý vị đảo có một vòng thì quý vị thấy không? Họ ghi sale đến 50% đến 75%. Và nơi đây tập trung rất là nhiều những cửa hàng, rất là nhiều nhãn hàng ở đây. Và trung tâm này thì cũng khá là rộng lớn, cho nên nếu quý vị đi mua sắm có khi phải dành cả ngày và phải đi bộ rất là nhiều. Và trung tâm này so với một cái trung tâm outlet ở thành phố San Marco Hasuko đã từng đi, thì cái trung tâm ở thành phố San Marco nó còn rộng gấp, chắc phải gấp 5 lần ở cái khu vực này. Hasuko không hình dung được là nó bao nhiêu mét vuông. Phía xa kia là một cái nhãn hàng American Eagle. Đây là cái nhãn hàng mà ông xã Hasuko rất là hay sử dụng cái sản phẩm ở đây. Hasuko giới thiệu đến với quý vị một vòng trung tâm mua sắm này để quý vị thấy rằng tình hình đại dịch Covid đúng là đã làm cho rất là nhiều người bị ảnh hưởng, và người ta đi mua sắm cũng không còn nhiều như trước, và người ta đã chuyển sang mua sắm ở online. Nhưng mà cái cảm giác mình đi mua sắm, mình lựa từng món đồ rồi mình thử để xem là có vừa vặn với mình hay không thì đem lại cho mình nhiều cái cảm giác thú vị hơn. Và chắc chắn cái cảm xúc này dành cho các chị em phụ nữ, chứ các quý anh thì chắc là rất là ngán ngẩm khi mà đi mua sắm cùng với chị em phụ nữ. Cho nên ngày hôm nay Hasuko đi cùng với Mom. Mom của Hasuko là cũng đã gần 80 tuổi, nhưng mà bà vẫn thường xuyên chạy bộ, đi bộ, cho nên là bà đi bộ cùng với Hasuko đi mua sắm thì cũng không có vấn đề gì. Mặc dù chắc là hơi đuối đấy, tại vì đi bộ rất là nhiều. Ở trung tâm chuyên mua sắm hàng sale này thì quý vị cũng biết là sẽ không có những cái mẫu mới nhất, nhưng mà chúng ta chịu khó lựa thì cũng có rất là nhiều đồ đẹp. Thứ hai là sẽ không có đủ size cho chúng ta lựa, tại vì nó là sale thì có thể là nó chỉ dư một hai mẫu, nhưng mà chúng ta cứ thường xuyên đi thì chúng ta sẽ lựa được rất là nhiều đồ đẹp. Và bây giờ thì Hasuko sẽ giới thiệu với quý vị một cửa hàng bán túi xách nhé. Và video này là chủ yếu là dành cho các quý cô xem là chính, cho nên các quý anh chắc chắn là thích xem tin tức hơn. Nhưng mà thỉnh thoảng Hasuko đi ra ngoài thì Hasuko vẫn quay lại cuộc sống ở Mỹ để chia sẻ đến với quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem một cửa hàng túi xách mà Hasuko rất là thích, đó là cái nhãn hàng Coach. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục xem video nhé. Giới thiệu đến với quý vị, đây là bên trong của cửa hàng Coach, và Hasuko rất là thích cái nhãn hàng này. Túi xách rồi áo khoác ở đây rất là đẹp. Và ở đây đã sale là có thể sale đến 70% luôn nha quý vị. Ví dụ như là một cái túi xách mà giá vào khoảng tầm hơn 300 đô đi, thì sale 70% thì chúng ta có thể mua được với cái giá là hơn 100 đô. Có nghĩa là ở trong này quý vị chỉ cần từ 100 đô đến 150 đô là quý vị có thể lựa chọn được một cái túi xách rất là đẹp.
Cho nên ở Mỹ này, việc mà sử dụng hàng hiệu là một cái chuyện rất là bình thường. Chúng ta cứ đợi đến lúc sale chúng ta đi mua thì chúng ta cũng có thể xài được hàng hiệu. Và Hasco thì không quá quan trọng là phải chọn cái mẫu mới nhất, chủ yếu là chọn được cái nào thấy nó hợp với mình là mình sử dụng. Và nếu nó sale thì tại sao chúng ta không đi mua sale? Và Hasco rất là thích những cái địa điểm này, tại vì chúng ta có thể nhìn ngắm, có thể lựa chọn rất là thoải mái. Và ở Mỹ này có một điều rất là tuyệt vời, quý vị có thể mua hàng về rồi sau đó quý vị không ưng ý nữa, quý vị có thể quay lại cửa hàng quý vị trả lại, miễn là quý vị vẫn còn để nguyên tem, nguyên nhãn mác là người ta sẽ nhận lại và người ta cũng không thấy phiền hà gì về việc đó cả. Đó, quý vị thấy những cái mẫu túi xách rất là dễ thương không? Cái này hình như họ để giá là gần 100 đô. Đó, quý vị thấy không? 100 đô một cái túi xách rất là dễ thương. Những cái màu sắc rất là ngọt ngào. Đây, cái túi xách màu hồng này Hasco mua được với một cái giá là 126 đô, giá gốc là gần 300 đô. Hasco rất là thích cái màu hồng ngọt ngào đó. Và cái ba lô thì mình cũng chưa có, cho nên là đã mua cái ba lô màu hồng đấy. Đó, quý vị nhìn thấy những cái bảng giá không? Hơn 100 đô là quý vị có thể sở hữu một cái túi rất là đẹp. Còn những cái móc chìa khóa nhỏ nhỏ kia thì nó vào tầm khoảng là, nhớ không lầm là 60 đô. Và bây giờ là chúng ta đang ở trong một cái cửa hàng của một nhãn hàng khác. Nhãn hàng này là nhãn hàng Michael Kors. Nhãn hàng này chắc chắn chị em phụ nữ nào ở Mỹ thì chắc chắn là sẽ biết nhãn hàng này. Và cái nhãn hàng Michael Kors này Hasco cũng rất là thích. Hasco đã lựa chọn được một cái ví cầm tay nhỏ để tặng cho một người bạn sắp sinh nhật của mình. Đó, quý vị thấy không? Các chị em thấy những cái mẫu túi xách này chắc chắn là rất là mê mẩn. Và nhất là cái màu rêu kia quý vị. Màu rêu đó nhìn bên ngoài nó rất là đẹp. Nó cũng chỉ tầm hơn 100 đô. Và trong cửa hàng họ cũng đưa ra cho mình một cái gọi là một cái bảng giá list như thế này để cho mình có thể đối chiếu xem là giảm 70% thì còn bao nhiêu tiền, không cần phải hỏi nhân viên ở cửa hàng. Những cái bóp nhỏ xinh này thì vào tầm khoảng là 50 đô đó quý vị. Và ở đây mẫu cũng thay đổi thường xuyên nha quý vị. Tại vì mỗi lần mình đi thì mình thấy đều có những cái mẫu mới. Tại vì có những cái mẫu mà người ta chỉ còn một hai chiếc, cho nên là khi người ta bán ở đây mà mình không mua đợt này thì lượt sau đến thì mình cũng sẽ không thấy nữa. Cho nên hàng hóa nó cũng có thay đổi liên tục, chứ không phải là lúc nào cũng giống như lúc nào. Đó, quý vị thấy màu hồng rất là ngọt ngào. Đó, 129 đô. Còn giá gốc của nó là hơn 300 đô đó nha quý vị. Có những cái giá gốc của nó lên tới 450 đô. Cho nên khi mà Hasco muốn mua túi xách ở cái nhãn hàng Michael Kors này hoặc là Coach, Hasco đều đến những cái trung tâm bán đồ sale này để Hasco lựa chọn. Nhưng ở đây những cái nhãn hàng cao cấp khác như là LV, Chanel thì chắc chắn là không có ở đây. Những cái nhãn hàng đó thì nó sẽ nằm ở những cái trung tâm thương mại cao cấp hơn. Những cái mẫu ba lô rất là dễ thương, đủ màu sắc cho các quý cô có thể lựa chọn. Và đúng là đại dịch Covid cho nên quý vị thấy cửa hàng cũng khá là vắng. Thank you.
Đây là chiếc túi mà Hasuko đã lựa chọn được ngày hôm nay. Cái mộc túi này nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Hasuko lựa chiếc túi này và cũng để tặng cho một cô bạn ở Hà Nội. Đó. Bé bé xinh xinh mà nhìn rụng tim luôn nha quý vị. Rất là dễ thương. Tại cô bạn của mình là cũng không phải là cái người to lớn gì lắm, cũng bé bé xinh xinh. Cho nên là Hasuko lựa chọn cái túi nó không quá lớn để có thể đi dạo phố tung tăng với một cái chiếc túi đáng yêu như thế này. Và chiếc túi này thì Hasuko mua nó là giá chưa thuế là 120 đô. Giá gốc của nó là 398 đô. Còn đây là cái mẫu giày mà Hasuko rất là thích, tại vì Hasuko vừa mua cái ba lô màu hồng đúng không quý vị? Cho nên cũng rất kết cái đôi giày này, nhưng mà rất tiếc là không có size chân của Hasuko. Hasuko đi size rất là nhỏ, cho nên là cái đôi giày này nó là số 6 mà Hasuko không mang vừa, rất là tiếc. Giá sale còn vào tầm khoảng 80 mấy đô. Rất là dễ thương. Còn đây là quần áo, quý vị thấy không, sale kịch trần luôn. Giá gốc của nó lên tới mấy trăm đô, nhưng mà cái dãy quần áo này nó sale nó chỉ còn từ 20 đô đến 50 đô. Và chúng ta chịu khó lựa chọn, chúng ta chọn được rất là nhiều mẫu đẹp. Nhưng mà vì thước tất Hasuko cũng không có được gọi là chân dài, cho nên là có những cái đầm mà nó nhìn nó dài lượt thượt quá thì cũng không chọn được. Đó, những cái túi màu vàng, những cái màu vàng chanh nhìn rất là đáng yêu. Đúng là các chị em phụ nữ vào đây là mê luôn. Sau một hồi đi lòng vòng mua sắm thì đã dừng chân ở đây, ở bên cái tiệm mà cà phê Bus, Starbucks. Rồi sau đó thì trời mưa nữa chứ, vừa mưa vừa nắng. Và vừa mưa vừa nắng trên đường đi về thì Hasuko thấy được cầu vồng nha quý vị. Hasuko rất là thích cầu vồng sau cơn mưa, đẹp lắm, nhưng mà rất tiếc là không có kịp quay lại cho quý vị. Cho nên là khi dừng chân ở bên quán uống ly cà phê, thực sự là Hasuko uống matcha trà xanh, ngắm mưa rồi lại tiếp tục đi lượn tiếp. Đúng là khung cảnh của đại dịch Covid cho nên là tình hình mua sắm thì quý vị thấy là không có đông đúc. Phía xa kia nó là một cái cửa hàng bán thực phẩm, bán đồ ăn uống. Lúc trước mà không phải đại dịch Covid á, vào ngày thứ năm này là cũng khá là đông nha quý vị. Vì nó sát vào ngày cuối tuần, ví dụ như thứ hai, thứ ba thì quý vị có thể thấy vắng. Nhưng mà thứ năm, thứ sáu là rất là đông. Nhưng mà vì đại dịch Covid cho nên là quý vị không thấy có đông. Quý vị thấy không, bên trong cửa hàng bán thực phẩm thì chỉ có 3 cửa hàng bán, mà chủ yếu là người ta bán là to go, chứ không có ngồi ăn ở tại chỗ. Cũng có một số người ngồi tại chỗ nhưng mà cũng vẫn phải giữ khoảng cách xã hội. Cho nên quý vị thấy rất là nhiều bàn ghế người ta đã xếp lên, chứ người ta không có bày ra như lúc trước. Lúc trước khu vực chỗ này lúc nào cũng sôi động, ồn ào, nhộn nhịp. Cho nên là chúng ta cũng hy vọng là cái đại dịch Covid này nó chuyển sang thành cái dạng cúm thông thường và mau chóng có vaccine để cho người dân của chúng ta trở lại hoạt động bình thường. Và bây giờ ở Mỹ thì quý vị thấy mọi người đi ra ngoài là ai người ta cũng đeo khẩu trang. Và đeo khẩu trang như vậy cũng làm cho chúng ta cảm thấy bức bối. Cho nên là chúng ta hy vọng rằng đại dịch Covid mau chóng chấm dứt. Và bây giờ Hasuko giới thiệu qua với quý vị một cái nhãn hàng, đó là American Eagle. Cái nhãn hàng này ngày hôm nay sale cũng rất là nhiều, sale tới 70%. Cho nên Hasuko lựa chọn một số quần sọt, một số cái áo, quần áo để chuẩn bị đi biển vào những ngày sắp tới. Và đồ đạc ở đây thì quần jean và quần sọt, rồi một số thời trang cho nữ cũng rất là trẻ trung năng động. Và giá cả thì rất là tốt. Và đây là một cái nhãn hàng so với những cái nhãn hàng cao cấp khác thì không bằng, nhưng mà nó cũng là một cái nhãn hàng được rất là nhiều người Mỹ ưa chuộng. Và chất lượng của nó cũng rất là ok, chứ không đến nỗi quá tệ.
Và trong cửa hàng này, Hasuko lựa được rất là nhiều đồ, tổng cộng mua vào khoảng 400 đô mà sale off giảm 161 đô, nghĩa là chỉ trả có 230 đô mà rất là nhiều món đồ dành cho mình nhé. Và ở đây cũng có những cái nhãn hàng như CK, Tommy, giá cả sale cũng rất là tốt. Và mẹ Hasuko cũng đã mua cho Hasuko một số đồ của hãng Tommy, là cái nhãn hàng Hasuko rất là thích, cũng sale tới 70%. Rồi những cái quần legging của hãng CK rất là đẹp. Và video sau Hasuko sẽ quay những cửa hàng đó, tại vì mình cũng đi khá nhiều, cho nên là cũng chỉ quay một cái số nhãn hàng tượng trưng thôi, tại vì mình để thời gian để mình đi ngắm hàng hóa là chính. Và giới thiệu sơ qua đến với quý vị, đây là một cái bãi giữ xe. Bãi giữ xe thì nó có 26 cái lốc giữ xe như thế này. Có nghĩa là mỗi ô giữ xe của nó là một, có một cái ký hiệu số. Ví dụ như đây là cái số 4, thì quý vị hình dung đi, một cái ô như thế này thì nó đã rộng như thế này, và quý vị nhân nó lên 26 lần. Cho nên là ở Mỹ này đất đai rất là rộng, những cái cửa hàng trung tâm mua sắm như vậy nó rất là rộng, cho nên chúng ta mà đã đi mua sắm là phải dành cả ngày để đi. Đó, quý vị thấy không? Cái chỗ đậu xe của Hasuko là ô số 4 và một ô của nó đã rất là rộng, và quý vị cứ nhân lên 26 lần như vậy. Và cái trung tâm thương mại này so với cái trung tâm thương mại ở thành phố San Marco chưa là gì. Cho nên ở Mỹ này mà quý vị không quen đi bộ mà quý vị đi mua sắm, chắc chắn là quý vị mà mang giày cao gót thì chắc chắn là không đi nổi. Tại vì chúng ta phải mất cả ngày để mà lượn lờ. Tại vì nhất là chị em phụ nữ là ngắm rồi, nghĩa là ngắm thì nhiều, mua thì đương nhiên là cũng sẽ tùy thuộc vào khả năng kinh tế của từng người. Nhưng mà các chị em phụ nữ thì rất là thích la cà, ngắm sờ mó hàng này hàng kia để cho thỏa mãn cái niềm đam mê shopping của tất cả các chị em phụ nữ. Và video này chủ yếu là dành cho quý cô là chính, cho nên các quý anh thì xem tin tức của Hasuko thì tiếp tục ủng hộ cho những chủ đề về tin tức nhé. Và bây giờ thì Hasuko sẽ dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị đã xem video, chúc cho quý vị nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.